Chào mừng tất cả các anh chị đến với buổi công chiếu phim Ấm Cám Chuyện Cấm Tám. Nhân dịp ngày của mẹ đang diễn ra tại tất cả các văn phòng Prudential và các ngân hàng đối tác. Khá là bất ngờ tại vì nó khác với cái câu chuyện tắm khám bình thường. Cũng cảm thấy rất là háo hức để mà xem được hết full cái bộ tắm cám sắp tới. Tắm Cám Chuyện Cấm Tám nằm trong cái series chiến dịch thương hiệu của Bank Assurance của Prudential. Trước đó thì team có cây đa về trời và đây là Tấm Cám Chuyện Cấm Tám. Ngày xưa, ở một làng quê nọ, có cô Tấm chăm ngoan, hiền lành. Không may, cha mẹ mất sớm, cô phải sống với dì ghẻ và em cùng cha khác mẹ là Cám. Tấm! Con Tấm có thật con ruột đâu mà bác thương. Tấm của mình đâu rồi? Con Tấm chỉ là người giúp. Nhanh! Tấm! Con thông báo! Bà mẹ kế của con Tấm cay nghiệt. Thực sự là mình rất là bất ngờ với cái nội dung của cái clip này. Làm cho mình cảm thấy là hầu hết những người mẹ có những hy sinh thầm lặng, nhưng mà dường như là mình không có show ra cho con biết là mình đang làm việc gì. Đến khi có kết quả thì con cũng rất là hiểu được là vì sao bố mẹ hy sinh và quyết định lựa chọn những đó. Thì mình thấy bộ phim rất là ý nghĩa. Nhiều cảm xúc lẫn lộn. Đây là một cái bộ phim được dựng rất là công phu, rất là thiết thực. Nó không có kiểu quá cổ tích. Câu cuối khi mình nói phụ nữ ngày nay phải tự tin, phải tự bản lĩnh vào chính mình, thì mình thấy nó rất là phù hợp với lại những người trẻ như tụi mình. Chúng ta nên nhìn sự vật, sự việc với đúng cái bản chất của nó. Thì chúng ta hãy giữ cái niềm tin đó của chúng ta đối với bảo hiểm nhân thọ. Hãy yêu thương người mẹ của mình và hãy dành những cái tình cảm cho người mẹ của mình, vì mẹ đã hy sinh rất là nhiều cho chúng ta.